Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Showbiz News. Chúc các bạn có thật nhiều năng lượng tích cực và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi nằm trong số những ngôi sao được mời tham gia bữa tiệc lớn dành cho những ngôi sao giao thông, trong khi hai nàng tiểu hoa là những nghệ sĩ lưu lượng, không phải là nghệ sĩ giao thông. Vậy, ngôi sao giao thông là gì? Ngôi sao giao thông chủ yếu đề cập đến những nghệ sĩ rất nổi tiếng, có rất nhiều người hâm mộ và có sức hút mạnh mẽ. Nhưng họ thường không có thế mạnh về kỹ năng diễn xuất hoặc ca hát để tương xứng với mức độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của họ. Tóm lại, những ngôi sao giao thông có một lượng fan hùng hậu. Ví dụ, trong diễn viên Vui Lòng Thế Chỗ, có một khách mời nói: "Tôi nên là một loại nghệ sĩ giao thông như mọi người đã nói, tôi được coi là chỉ có fan và ngoại hình đẹp chứ không có diễn xuất." Các nữ streamer hàng đầu được phân chia theo độ tuổi. Thế hệ nữ streamer đầu tiên là Hoa Khôi sau 85. Dương Mịch đã mở ra kỷ nguyên của những streamer hàng đầu và người tiếp nối là Lưu Thi Thi, sau này là Triệu Lệ Dĩnh và Angelababy. Theo danh sách Gala Tết Trung Thu của CCTV cũng như Gala Nhạc và Phim Tết Trung Thu của Greater Bay Area và đội hình Fridge Night Star của đài truyền hình vệ tinh Giang Tô, cư dân mạng cho rằng sẽ không có sự xuất hiện của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, sẽ có Lưu Thi Thi trên CCTV và lễ hội Trung Thu và Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia bữa tiệc âm nhạc và phim ảnh lễ hội Trung Thu của Greater Bay Area. Họ đều là những hoa đán sau 85 có lượng truy cập và lượng fan khổng lồ. Khi trở nên nổi tiếng, họ còn được gọi là những streamer hàng đầu. Theo định nghĩa trong ngành, họ không phải là những nghệ sĩ giao thông bởi vì tất cả các nghệ sĩ lưu lượng đều được fan ủng hộ. Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi đã nỗ lực để biến hóa, cố gắng nói lên qua tác phẩm của mình chứ không phải nổi tiếng nhờ lượng fan khủng. Triệu Lệ Dĩnh là hoa khôi sau 85, có quốc tịch cao nhất. Cô có được khả năng diễn xuất trong số những hoa khôi của ngành giải trí. Người hâm mộ của cô không dựa vào thị phi, quảng cáo mà dựa vào các tác phẩm của cô. Từ truyền thuyết Lục Trinh cho đến Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện, fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đều tăng lên nhờ vào những vai diễn trong tác phẩm do cô tích lũy. Triệu Lệ Dĩnh bây giờ đang trong quá trình chuyển đổi, cô từ lâu đã không thể định nghĩa là một nghệ sĩ dòng chảy mà là một diễn viên thực lực. Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi không phải là nghệ sĩ giao thông theo cách nhìn nhận của công chúng bởi vì họ không dựa vào người hâm mộ mà dựa vào nỗ lực và tác phẩm của bản thân. Chính vì vậy, hai ngôi sao này có mặt trong bữa tiệc lớn của đài truyền hình Giang Tô, đó là một điều vô cùng vinh hạnh. Chúng ta cùng chờ đợi sự đồng hành của hai ngôi sao nhé!